Xin chào tất cả các bạn, mình là Y Di Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Trung Quốc và Việt Nam. Theo nguồn tin từ Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, CIA, thì từ giữa năm 1978, Trung Quốc đã hoàn chỉnh các phương án tác chiến. Các đơn vị quân đội Trung Quốc đã sẵn sàng mở cuộc tiến công quân sự quy mô lớn chống lại Việt Nam. Từ giữa tháng 12 năm 1978, Trung Quốc đã chọn lực lượng quân đội từ 5 quân khu và đưa vào áp sát biên giới Trung Việt. Dấu hiệu đầu tiên của chiến tranh là việc Trung Quốc cắt đứt tuyến đường sắt hữu nghị nối liền hai nước vào ngày 22 tháng 12 năm 1978. Đến cuối tháng 1 năm 1979, khoảng 17 sư đoàn chính quy Trung Quốc và khoảng 225.000 quân đã tập trung gần biên giới Việt Nam, hơn 700 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. 1/5 lực lượng không quân Trung Quốc đã được đưa đến các sân bay gần biên giới. Trong khi đó, lực lượng Việt Nam đương đầu với cuộc tấn công của Trung Quốc, chủ yếu là dân quân và bộ đội địa phương. Ngày 7 tháng 2, Bắc Kinh báo trước về một chiến dịch tấn công Việt Nam với thông cáo chính thức của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phản đối việc quân đội Việt Nam tiến vào lãnh thổ Campuchia và đề nghị tất cả các quốc gia yêu hòa bình dùng mọi biện pháp có thể để chấm dứt cuộc xâm lược dã man này. Ngày 15 tháng 2 năm 1979, Đặng Tiểu Bình tuyên bố Trung Quốc chuẩn bị tấn công giới hạn Việt Nam. Giai đoạn 1. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, lực lượng bộ binh Trung Quốc với khoảng 120.000 quân bắt đầu tiến vào Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Mở đầu là pháo, tiếp theo là xe tăng và bộ binh. Cánh phía đông có sở chỉ huy tiền phương bao gồm quân đoàn 42A, quân đoàn 41A, quân đoàn 55A đặt tại Nam Ninh và mục tiêu chính là Lạng Sơn. Cánh phía tây có sở chỉ huy tiền phương đặt tại Mông Tự, gồm các quân đoàn 13A và 11A, sư đoàn 42D, mục tiêu là Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu. Tổng cộng, quân Trung Quốc xâm nhập Việt Nam trên 26 điểm. Không quân và hải quân không được sử dụng trong toàn bộ cuộc chiến. Tất cả các hướng tấn công đều có xe tăng, pháo binh hỗ trợ. Quân Trung Quốc vừa chiếm ưu thế về lực lượng, vừa chủ động về thời gian tiến công, lại còn có lực lượng thứ 5 gồm những người Việt gốc Hoa trên đất Việt Nam. Trong những ngày đầu của cuộc chiến thuật dùng biển lửa và biển người của Trung Quốc đã có kết quả tốt. Họ tiến được vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam hơn 10 dặm và chiếm được một số thị trấn. Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 2, chiến sự lan rộng hơn. Quân đội Việt Nam kháng cự rất mạnh. Quân Trung Quốc hầu như không thể sử dụng lực lượng ở mức sư đoàn mà phải dùng đội hình nhỏ, thay đổi chiến thuật và cuối cùng cũng chiếm được Mường Khương, Trùng Khánh và Đồng Đăng. Tại Móng Cái, cả hai bên đều phải chịu thương vong cao. Có ít nhất 4.000 lính Trung Quốc chết trong 2 ngày đầu này. Sau 2 ngày chiến tranh, quân Trung Quốc đã chiếm được 11 làng mạc và thị trấn, đồng thời bao vây Đồng Đăng, thị trấn có vị trí then chốt trên đường biên giới Trung Việt. Trận chiến tại Đồng Đăng bắt đầu ngay từ ngày 17. Đây là trận địa phòng thủ của Trung đoàn 12 Tây Sơn, Sư đoàn 3 Sao Vàng. Tấn công vào Đồng Đăng là 2 sư đoàn bộ binh, 1 trung đoàn xe tăng và chi viện của 6 trung đoàn pháo binh Trung Quốc. Cụm điểm tựa Thẩm Mò, pháo đài 339 tạo thế chân kiềng bảo vệ phía tây nam thị trấn Đồng Đăng do lực lượng của 2 tiểu đoàn 4 và 6, trung đoàn 12 trấn giữ, bị Trung Quốc bao vây và tấn công dồn dập ngay từ đầu với lực lượng cấp sư đoàn. Lực lượng phòng thủ trụ được cho đến ngày 22, ngày cuối cùng tại pháo đài, nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố nhất. Không gọi được đối phương đầu hàng, quân Trung Quốc đã chở bộc phá tới đánh sập cửa chính, dùng súng phun lửa, thả lựu đạn, bắn đạn hóa chất độc hại vào các lỗ thông hơi, làm thiệt mạng hầu hết các thương binh cũng như dân chúng quanh vùng đến đây lánh nạn. Trong trận Đồng Đăng, Trung Quốc thương vong 2.220 lính. Về phía Việt Nam, trong số 700 bộ đội, dân quân và công an phòng thủ tại pháo đài Đồng Đăng, chỉ có 6 người sống sót. Ngày 19 tháng 2, một đoàn cố vấn quân sự cao cấp của Liên Xô tới Hà Nội hỗ trợ cho Việt Nam. Liên Xô cũng viện trợ gấp vũ khí cho Việt Nam qua cảng Hải Phòng. Đến ngày 21 tháng 2, Trung Quốc tăng cường thêm 2 sư đoàn và tiếp tục tấn công mạnh hơn nữa. Ngày 22, các thị xã Lào Cai và Cao Bằng bị chiếm. Quân Trung Quốc chiếm thêm một số vùng tại Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Chiến sự lan rộng tới các khu đô thị ven biển ở Móng Cái. Về phía Việt Nam, cùng lúc với việc triển khai phòng ngự quyết liệt, khoảng từ 3 đến 5 sư đoàn gồm 30.000 quân cũng được giữ lại để thành lập một tuyến phòng ngự cánh cung từ Yên Bái tới Quảng Yên với nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội và Hải Phòng. Ngày 26 tháng 2, thêm nhiều quân Trung Quốc tập kết quanh khu vực Lạng Sơn chuẩn bị cho trận chiến đánh chiếm thị xã này. Sau khi thị sát chiến trường, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đề xuất điều động một quân đoàn từ Campuchia cùng với một tiểu đoàn pháo phản lực BM-21 vừa được Liên Xô viện trợ về Lạng Sơn.
đồng thời tổ chức và huy động lại các đơn vị và các phân đội, biên chế lại một sư đoàn vừa rút lui từ chiến trường, tiến hành các hoạt động tác chiến vào sâu trong hậu phương địch. Phi đoàn máy bay vận tải của Liên Xô đã tiến hành không vận quân đoàn 2 từ Campuchia về Lạng Sơn. Ngày 25 tháng 2, tại Mai Sao, quân đoàn 14 thuộc quân khu 1 cùng Bộ Chỉ huy Thống nhất Lạng Sơn được thành lập. Lực lượng bao gồm các sư đoàn 3, 327, 338, 337 và sau này có thêm sư đoàn 347 cùng các đơn vị trực thuộc khác. Trong giai đoạn đầu, đến ngày 28 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc chiếm được các thị xã Lào Cai, Cao Bằng và một số thị trấn. Các cơ sở vật chất kinh tế ở những nơi này bị phá hủy triệt để. Tuy nhiên, do vấp phải sự phòng ngự có hiệu quả của Việt Nam, cũng như có chiến thuật lạc hậu so với phía Việt Nam, nên quân Trung Quốc tiến rất chậm và bị thiệt hại nặng. Giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 27 tháng 2, trận đánh chiếm thị xã Lạng Sơn bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Trung Quốc điều tới đây thêm hai sư đoàn từ Đồng Đăng và Lộc Bình, tiếp tục đưa thêm quân mới từ Trung Quốc thâm nhập vào Việt Nam để tăng viện. Tại Lạng Sơn, các sư đoàn 3, 337 của Việt Nam đã tổ chức phòng thủ chú đáo và phản ứng mãnh liệt trước các đợt tấn công lớn của quân Trung Quốc. Từ ngày 2 tháng 3, sư đoàn 337 trụ tại khu vực cầu Khánh Khê. Sư đoàn 3 chống trả quyết liệt 3 sư đoàn bộ binh 160, 161, 129 cùng nhiều tăng, pháo tiến công trên một chiều dài 20 km từ xã Hồng Phong, huyện Văn Lãng đến xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc. Ngày 27, một tiểu đoàn Trung Quốc bí mật tuần sang phía sau bất ngờ đánh chiếm điểm cao 800, nơi đặt đài quan sát pháo binh của sư đoàn 3 sao vàng. Chiếm được điểm cao 800 và Tam Lung, nhưng trong suốt các ngày, kể từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, quân Trung Quốc vẫn không vượt qua được đoạn đường 4 km để vào được thị xã Lạng Sơn, dù đã dùng cho hướng tiến công này tới gần 5 sư đoàn bộ binh. Sau nhiều trận đánh đẫm máu, giành giật các điểm cao quanh Lạng Sơn, quân Trung Quốc bắt đầu bao vây thị xã Lạng Sơn ngày 2 tháng 3, sử dụng thêm sư đoàn 162 và dùng 6 sư đoàn tấn công đồng loạt trên nhiều hướng. Chiều ngày 4, một cánh quân Trung Quốc đã vượt qua sông Kỳ Cùng vào tới thị xã Lạng Sơn, một cánh quân khác của Trung Quốc cũng chiếm sân bay Mai Pha. Đến đây, phía Việt Nam đã điều động các sư đoàn chủ lực có xe tăng, pháo binh, không quân hỗ trợ, áp sát mặt trận, chuẩn bị phản công, giải phóng các khu vực bị chiếm đóng. Quân đoàn 14 với các sư đoàn 327, 338 đang bố trí quân quanh thị xã Lạng Sơn. Ngày 27 tháng 2, quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang đang làm nhiệm vụ truy quét Khmer Đỏ, cũng được lệnh cơ động gấp thu toàn bộ lực lượng về nước. Ngày 3 tháng 3, quân đoàn 1, binh đoàn Quyết Thắng nhận lệnh cho sư đoàn bộ binh 320B được tăng cường trung đoàn bộ binh 209 và tiểu đoàn pháo tầm xa 130mm cấp tốc hành quân lên Lạng Sơn. Tối ngày 4 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 thông qua và bắt đầu triển khai phương án mở chiến dịch phản công. Cùng thời điểm này, lực lượng tăng cường của quân đoàn 1 cũng đã hoàn tất triển khai vào vị trí chiến đấu trên tuyến Chi Lăng, Đồng Mỏ, Hữu Kiên, phía nam thị xã. Trung đoàn pháo binh 204 với 3 hệ thống đã tập kết và lấy phần tử sẵn sàng khai hỏa. Quân đoàn 2 cũng thực hiện chuyển quân thần tốc bằng cả đường biển, đường bộ, đường sắt và đường không bắt đầu từ ngày 6 tháng 3. Đến ngày 11 tháng 3, những đơn vị đầu tiên của quân đoàn đã về tới Hà Nội. Các phi đội thuộc Trung đoàn Không quân 917, 935 và 937 lần lượt được triển khai ở căn cứ Hòa Lạc, Kép, Bạch Mai và Nội Bài, cùng với sư đoàn Không quân 371 được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên toàn quốc. Trưa cùng ngày, Bắc Kinh tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân. Ngày hôm sau, quân Trung Quốc rút về phía bắc sông Kỳ Cùng. Ngày 7 tháng 3, Việt Nam tuyên bố rằng để thể hiện thiện chí hòa bình, Việt Nam sẽ cho phép Trung Quốc rút quân. Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định cho dừng chiến dịch phản công. Mặc dù Trung Quốc tuyên bố rút quân, chiến sự vẫn tiếp diễn ở một số nơi, dân thường Việt Nam vẫn tiếp tục bị giết. Trong thời gian chuẩn bị rút quân, Trung Quốc còn phá hủy một cách có hệ thống toàn bộ các công trình xây dựng, từ nhà dân hay cột điện tại các thị xã, thị trấn như Sapa, Đồng Đăng, Lạng Sơn. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, Trung Quốc tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Việt Nam. Phía quân đội Việt Nam để trả đũa cũng đã phản kích đánh vào các thị trấn, thị xã, huyện biên giới của Trung Quốc là Ma Lật Pha, Bằng Tường, Ninh Minh, Hà Khẩu và Đông Hưng, sau đó rút quân về biên giới để phòng thủ. Ngày 1 tháng 3 năm 1979, AFP và Tân Hoa Xã đều xác nhận có một cuộc đột kích cảm tử vào phi trường Ninh Minh trong tỉnh Quảng Tây, cách xa biên giới 40 km.
Tuy Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng cả hai bên đều phải chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cuộc chiến đặc biệt để lại nhiều tác hại to lớn cho phía Việt Nam, đặc biệt là về nền kinh tế. Ngoài các thương vong về con người, tổn thất cụ thể về cơ sở vật chất hạ tầng ở 6 tỉnh biên giới bị phá hủy do trận chiến, Việt Nam còn phải gánh chịu nhiều khó khăn, thiệt hại do thái độ và chính sách thù địch vây hãm mà Trung Quốc và đồng minh của Trung Quốc gây ra trên các mặt trận, quân sự, kinh tế, ngoại giao. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!